hơn này, nói chung dàn chân nó hay hấp ha. Rồi đúng rồi, bỏ cây. Chào các bạn nha, đây 60, ở đây 70 thì chạy đất lúng, ở đây thì bình thường các bạn ơi, còn 60 thì đắm núi nha. Đây mình đang ngồi đây quay các bạn coi, đây là con 60 này xài cũng còn kỹ đó các bạn ơi, 60 này xài như đầu nguyên viên vậy đó, đất đây lúng thì lúng không lầy. Đây cảnh nó hoạch người dân tộc, bữa nay máy cũng nhiều lắm các bạn, 15 chiếc thì 60 này như vậy, chạy động viên bánh cũng nguyên zin, bởi vì nó đi lúng thì dễ ẹt các bạn. Máy cọc điện cốt nặng chưa, rồi thấy không, thấy chạy động chạy ra như động nguyên zin các bạn, hàm nhỏ xíu rồi rất giả chắc đất lúng các bạn ơi, chạy này có nước ăn cam luôn, cam sắt cám luôn. Đây màn tới lúa rồi, thấy không? Yeah. À, bánh máy này còn ngon ha, chạy dọc ok. Rồi, lúc này cái này là như cái lung các bạn. Rồi đúng rồi. Rồi ve ngóng ngóng nhõng cái, tại vì bánh nhỏ nè, vàng hấp bởi vì nó đi lầy dễ ẹt, rất giả lắm rồi. Rồi. Yeah. Tới vàng luôn các bạn. Rồi, yeah, yeah. Ghê không? Quá lúng các bạn ơi. Này khúc mà nó lúng dữ thiệt ha. Anh chạy đất khô cũng ngon lắm, mà xuống qua cái đất này không có dở, nó không có dẻo các bạn ơi. Nó lúng chứ nó không có dẻo. Thì đầu ghim thì phải chịu thua dưới mấy cái đất này rồi. Nên lên ấy thì chạy ok. Anh chạy từng lỡ các bạn. Chậm đó, nói chung là này nó có hai tầng thôi, thì 70 rồi mấy chiếc máy lớn từ 70 đổ lên 68 đổ lên đó là 3 tầng hết, có ông cố nội này là ông có 2 tầng, ông ghi mình lên ông 2 tầng, từng chậm từng lẹ là xong, không có từng lỡ từng lần léo gì chăng các bạn ơi. Ồ, thì cũng ok ha. Đây đó, ghê chưa, đất này nhà đó không có ấy à. Rồi. Chứ mà đất này nhà nó không có bị ấy cái bàn cái bàn các bạn ơi. Nó gom mà cũng gom luôn á. Đất này nó không bị dẻo. Rồi, ghê không? Rồi rồi cái bơm cái máy nó cái bơm nó hay vậy mạnh đó các bạn ơi. Bơm này còn ngon mới làm cái gì nè. Rồi. Không dám ve khúc đó các bạn ơi, khúc đó lớn. Lúc này lầy có nước luôn các bạn ơi. Rồi, 60 cổ này ở đây chắc có mình nên ánh chạy đầu này thôi, đầu ghim. Ghê không? Con này thì đồng này thì như địa phương, máy này nằm địa phương các bạn ơi, máy này có cò. Máy này đậu ở bên kia, bên ngay góc bên kia, bữa đó mình chạy vô mình gặp thì mình cũng nghe người ta nói là anh địa phương, anh không có chạy cò gì. Cũng cò chứ các bạn. Địa phương nhưng mà người ta kêu nhiều hơn thôi, cũng trả tiền cho người ta mua thì người ta lãnh ha. Bụi ghê các bạn. Bụi mà bị lúng nữa. Thơm luôn thấy không? Cái ô này nói chung dàn chân nó hay hấp ha. Rồi đúng rồi, bỏ cây. Bỏ cây rồi.
lên trên mặt hàng xe heo các bạn ghi. Ghi coi chủ đăng nữa đưa cho trò mấy tiền. Còn có cái đồng kia thì chỉ cần ra ngoài ngoài đầu đặt đứng căng cái là trả tiền luôn các bạn ơi. Thì cái đồng này nó khác cái đồng kia ha. Đồng này cò lãnh lấy tiền, họ ghi cũng cò lãnh luôn. Nhưng mà như cắt xong rồi là ra căng là trả tiền luôn các bạn ơi. Còn này cắt xong mơ mơ mới lấy hay gì vậy? Sao? Cái vườn này chạy cũng ngon lắm các bạn ơi. Có điều đất hơi lúng thì anh hơi đuối thôi. Đây. Nãy giờ ngừng đậu đợi đậu cho người ta mượn chìa khóa này với con mấy mươi kia chung các bạn ơi. Có con mấy mươi đi cặp đó. Hư rồi. Tốc độ này chắc có đóng muli nhẹ nhẹ các bạn ơi, chích muli rồi. Nói đầu riêng này không phải đầu riêng đâu. Chạy hơi chạy thì chậm thì có chậm. Nhưng mà đầu quá thì đóng muli nhẹ. Vô trong là nó sợ lúng đó các bạn ơi. Ngoài còn cho lúng, vô trong thì hết sợ lúng rồi. Đó nó khô rồi, lúng thường thường, lúng đầu dạt, mấy cái đầu dạt mà như cái cài nó chụp nhiều các bạn, mấy lúng thôi. Cái này chạy chút xíu xong bên. Đây. Con này chạy cũng là dạng như nguyên thủy rồi. Có gì để nói các bạn coi chơi thôi. Đoạn này ở Cô Tô các bạn ơi, Cô Tô Mang Giang. Thì đất đồng mình quay mấy dân tộc thì thường thường là cánh núi nhiều ha, Chi Tôn, Quỳ Tôn nhiều. Chi Tôn thì ở dân ở đây ở An Giang thì cánh các lát dân tộc thì huyện Chi Tôn, huyện Chỉnh Biên, thường hai cánh đó rất là nhiều máy cánh người dân tộc ở các bạn ơi. Chỉnh Biên rồi Châu Đốc rồi đó, một chút rồi thì mình cũng đi chưa cho nó qua lên ba chút quay cỡ 10 bữa nửa tháng nữa thì đó mới chắc bên đó chắc là gặp ganh với biên giới rồi các bạn ơi. Có này dịch bệnh mới cho đi bên chảnh không nữa, không biết cắt cho người Việt hay cắt cho người kia. Bên cam thì chắc không có, là dịch chắc không có cho qua cam cắt rồi. Chỉ lấy cái là như là ta chỉ sợ là giữ được cái độ bền của nó thôi, còn chạy mà nhanh quá nhanh thì tôi sợ nó hư, bởi vì người ta sử dụng độ bền không cần tốc độ ha. Đây ảnh lúng thì đối với ảnh thì hơi mệt chứ đất mà không lúng anh chạy cũng ngon lắm các bạn. Có xuống lúng thì ảnh hơi yếu thôi. Đây các bạn thấy anh chạy nè. Rồi tới không có, nói chung thì cái mưa không có cục bụi, nó hơi đuối các bạn ơi. Cái này lái bích tông, lái bích tông là nhớt ém lái chứ không phải lái điện như 70 lái cò mổ á. Bởi vì lái có khi các bạn chạy nhớt nóng thì các bạn lái nó nhả, còn nhớt sáng mà như nhớt đặc á, chưa ấy thì xài mà đang già rồi thì nó sẽ bị dính. Nghĩa là mình lắc qua rồi phải lắc lại nhẹ cái nó mới ấy, không rồi dính nó lắc là đắt lại đi luôn. Đây thật sáu mươi thì nói chắc biết, còn ai chưa xài không biết đâu, tại vì ai chưa xài sáu mươi mà xài tự nhiên xài 70 rồi cái mươi thôi xài nói rồi sáu mươi cũng không biết đâu, tại sáu mươi xài 22 cái điện ứng nó giống nó khác nhau ha, hàng này lấy điện hàng này lấy nhớt nha. Rồi giờ ra mới xong đó các bạn. Con này hơi xéo bên chạy vòng vòng vài bởi nó đâu con vuông thì anh chẻ giữa rồi thì nó mau, chứ đất này lúng đầu dạt chạy ôm ra đầu dạt thì nó bị lúng rồi nó quay đầu được các bạn, nó về vòng vòng vậy đó. Đây cũng ngon lắm các bạn ơi, không phải tại đâu, nó ngon nè. Cái này chắc đóng ly tắt 2 năm gì các bạn ơi. Mà độ này bà hổm mình có gặp anh này chạy rồi, mình cũng có quay ảnh clip rồi bà hổm giờ chăm ghi à. Cái này chạy được không? Ok. Thì
các bạn coi cũng đỡ rồi. Đó, máy cắt mà chạy chậm quá là quay mất gầu các bạn ơi. Không có gì để cho các bạn coi. Gọt ha. Rồi giờ làm là xong phim. À, ở đây cánh này nữa là bữa nay là chắc ngày mai nó hết cái này xong là hết đất dân tộc luôn các bạn ơi. Không còn nữa đâu. Còn chỉ là đất người Việt thôi. Vậy nào có trên Châu Đốc rồi trên gần Cầm Biên là có nó có nữa thì mình để đi chỉnh quay máy bên các bạn. Chứ ở đây thì máy này không có bên gì đâu. Ủa máy đất Việt ở đây mấy người Việt ở đây thì máy bên không cho vô chạy đâu. Thường thường bên 70 vô bên 9 à, đâu cho bên giữ đâu. Ok, giờ làm xong phim. Rồi, mình thúc video đây nha. Cảm ơn các bạn xem video của mình.